Đa số chúng ta nữa, muốn được an mà tự đem mình đặt vô cái chỗ bất an. Tại cái chỗ bất an là gì? Thân bất an rồi tâm bất an rồi miệng bất an. Cho nên khởi đầu từ cái tâm bất an trước. Tại vì cái tâm mình bất an, cho nên lúc bây giờ đó, mình muốn được yên. Nên có người nói là tôi muốn yên nhưng mà nó không để cho tôi yên, phải không? Tại nếu mình ngồi ở nhà, mình tụng kinh, mình lại Phật, mình tham thiền thì ai không để cho mình yên? Tại vì mình đi tới này, những cái nơi mà Đức Phật biểu mình đừng nên tới này, tức là đi tới những người làm chánh trị. Những người làm chánh trị đó thì họ nói những cái điều đó, kích động mình, thì họ xúi mình đó, làm những cái chuyện mà nguy hiểm. Làm sao an được? Tâm mình bất an và thân mình cũng bất an, cho nên cái đây đâu nên gần nữa. Mà trong Phẩm An Lạc Hạnh, Đức Phật nói rõ đó, là quốc vương, vương tử, đại thần. Đây là ba cái hạng người, là vua, chúa, rồi các vị vương tử, rồi các vị quan lớn. Thành ra các vị quan lớn thì những người này đó, họ đều là những người chánh khách, những người mà làm việc. Cho nên ta tới với họ thì ta học cái này. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên khi mà ta gần những người này đó, thì họ nói với chúng ta cái gì? Họ nói về cái tình hình kinh tế, họ nói tình hình chính trị, họ nói về cái tình hình mà trong nước, họ nói về chương trình ngoài nước, tất cả những cái việc. Nếu mà ta theo đuổi cái này, ta nghe cái này nữa thì an không? Cái thứ hai đó, Đức Phật biểu mình đó, đừng có tới gần gũi những cái người mà chài lưới săn bắn, tức là những người mà giết hại. Những người giết hại mà ta thường gần gũi với họ, ta sống thì cái trường hợp làm sao ta ăn được. Cho nên mấy cái này nữa, không nên tới. Cho nên chỗ không nên tới mà ta tới thì làm sao ăn. Hay là những người đó mà làm những cái chuyện mà không tốt đó, mà ngày nay chúng ta thường nói gì, những người mà làm những chuyện tội này nè, là cờ bạc, hút chích, phải không, mãi dâm. Ta nên những người cờ bạc, những người hút chích, những người mãi dâm đó, mà ta liên hệ với họ sao ta ăn được? Cái này là nguy hiểm chứ. Cho nên cái này Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh đi. Muốn được an là mấy chỗ này chúng ta không vô. Và cái trường hợp đó, nếu mà thấy cái chỗ đó có lợi nhiều quá đó, thì chúng ta cũng nên tránh luôn. Tại vì cái chỗ đó có lợi, mà lợi nhiều, coi chừng cái lợi mà bất chánh, cho nên sẽ có nhiều người tranh giành ở đây. Thành ra ta đúc đầu vô đây chắc chắn ta chết. Nên thầy nhớ hồi lúc mà mới giải phóng, thì lúc bây giờ đó, nó có những cái công ty mà nó ra đời, nó chuyên lừa đảo thôi. Cái trường hợp đó nó cho mình sao? Tất cả các Phật tử mình mà có tiền đem bỏ vô, góp vốn vô, nó cho mình lời 16% tháng, 15% tháng, thì các vị thấy lấy đâu trả? Cho nên có người tới hỏi thầy, thầy nói theo như thầy thì không nên. Mình có một chút xíu trí tuệ, mình thấy mình biết không nên nữa. Cho nên một tháng làm sao mà lời ra được 15-16%, thậm chí tới 20%? Cái này làm gì mà lời dữ vậy? Cái này là không thực. Đây là chuyện mà không thực. Cho nên ta đúc đầu vào đây thì ta dướng, thành ra có nhiều người trắng tay là bị cái thứ. Vì chúng ta tham. Đấy. Tất cả những cái việc này đó làm cho chúng ta bất an.
Thì bây giờ nó nghiệm trở lại trên cái bước đường tu đó, mà ta không gần gũi những người đó, mà ta gần gũi Phật, chúng ta gần gũi Bồ Tát, chúng ta gần gũi Thánh Hiền đó, thì chắc chắn là những người không làm cái chuyện này. Phật là tiêu biểu cho sáng suốt, Phật là Bồ Tát thì tiêu biểu cho cứu đời, Hiền Thánh thì không màng lợi danh phú quý. Cho nên đó, những người mà không màng phú quý lợi danh, những người đó mà chỉ nghĩ tới lợi ích cho người khác, và những người đó mà họ có cái tầm nhìn rất sáng, thì cái trường hợp ta gần, ta học Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền. Cho nên trên bước đường tu đó, cái điểm này là quan trọng. Mà khi ta gần những người này đó, thì ta nên xa cái kia. Ta nên xa cái kia. Mà khi mà ta thích gần những người kia đó, là ta biết mình đây là nghiệp nặng, cho nên mình rớt vào cái thế giới của ma rồi, không bao giờ ra được hết. Ma này là gì? Cho nên Đức Phật dạy mình có bốn loại ma. Bốn loại ma. Thứ nhất là ngũ ấm ma, thứ hai là phiền não ma, thứ ba là tử ma, thứ tư mới tới thiền ma. Thành bốn loại ma. Nhưng mà thầy thấy đa số những người bất an này đó là cứ đi tìm ma không, không đi tìm Phật. Mình nói mình là Phật tử, mình nói mình tu theo Kinh Pháp Hoa, mà không đi tìm Phật mà đi tìm ma, phải không? Thành ra ma đó, gần nhất đó là thầy nói là ma lừa đảo. Thành ra ma lừa đảo cái này, thiên ma. Mà hiện thân của ma lừa đảo đó là thầy nói là thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, tất cả các loại thầy này ngoại đạo đó. Thế nên ngoại đạo chuyên môn làm chuyện này, bỏ bùa người ta, bỏ ngải người ta, phải để cho người ta bị mắc ngải, ta bị mắc bùa, hại người ta này. Đây không phải ma là gì. Cho nên đây là cái điều rất quan trọng mà các Phật tử biết. Tại mình tới với ma, mình cầu ma, mình nhờ ma, thì cái này chắc chắn mình sẽ chết với ma thôi. Mà cái ma này để thầy nói rõ ra thêm chút nữa các vị dễ hiểu nữa, là bây giờ mình kết với xã hội đen, mình nhờ xã hội đen, mình thuê xã hội đen. Thì cái này là những người này nó là những người ác, những người ác, người xấu. Bây giờ nó, mình nhờ nó đi hại, đi đánh người khác đó, thì cái khi mà không cần nữa đó, thì nó quay lại nó hại mình, nó đánh mình. Cho nên trên bước đường tu đó, ta sợ nhất là cái này. Nên thầy sợ nhất là ác ma, sợ nhất là thiên ma, và sợ nhất thực tế là xã hội đen. Thành ra chỗ nào có những con người mà đen như vậy sợ lắm. Thành ta ở chỗ nào lương thiện chứ, chỗ nào đen ta sợ. Mà lương thiện chỗ này đó, thầy nói là hợp pháp. Cho nên tới chỗ nào mà thầy thấy cái vấn đề an ninh tốt, thành nó rõ ra đó, thầy thấy có công an mặc sắc phục đứng đó, thầy thấy yên, là chắc chắn là mấy ông kia không tới đâu. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên tự đem đặt mình vô chỗ an thì mình an, mà tự đem đặt vô chỗ nguy thì nguy. Đó là ở trên bước đường tu đầu tiên Đức Phật dạy mình trước. Thì ở trong bốn cái loại ma đó đó, ta tự kiểm lại xem. Bốn loại đó, trước nhất đó, là phá cái ngũ ấm ma trước đó. Cái ma mà ma trong chúng ta đó, tại cái ma bên trong đó, có thì cái ma bên ngoài mới hại. Còn cái ma bên trong phá hết rồi đó, ma bên ngoài không tác động. Nên ta sợ nhất là cái gì? Thường ta sợ nội gián, phải không? Ta gọi là nội gián. Ta sợ nhất là con ở trong nhà, cháu ở trong nhà, người làm ở trong nhà đó, tất cả những người trong nhà ta mà hại ta đó, thì cái này khó tránh nữa.
Chứ những người ngoài vô thì cái trường hợp này ta kiểm soát được chứ, ta hạn chế nó được. Cho nên ở trong nhà mà tốt rồi đó thì ở ngoài nó không vô được. Cho nên đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta tu hành đó, là nên dẹp cái ngũ ấm ma trước. Cho nên ngũ ấm ma là cái quan trọng nhất mà tất cả các pháp môn tu đó, là nhằm dẹp cái này trước, dù ta tu pháp nào mà. Cho nên ta học kinh thì Đức Phật dạy chúng ta học, rồi phải suy nghĩ những lời dạy trong kinh, rồi áp dụng những cái lời dạy đó trong cuộc sống chúng ta thì nó mới có kết quả. Còn ta chỉ đọc suông không được thì chắc chắn không có gì hết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên từ nhỏ thầy đã đọc kỹ cái phẩm An Lạc Hạnh, và Hòa Thượng Trí Tịnh cũng dạy thầy nữa là nên đọc kỹ cái phẩm An Lạc Hạnh, nên hành trì cái phẩm An Lạc Hạnh này trước rồi mới nghĩ tới chuyện khác. Thế nên hồi nhỏ nữa thì thầy có cái ý là muốn học theo các vị Bồ Tát lớn, rồi muốn làm theo các vị Bồ Tát lớn. Hòa Thượng Trí Tịnh nói thầy đó, ông có thấy ông có giống Bồ Tát lớn nào không mà đòi làm theo? Ông có giống Phổ Hiền không? Có giống Phổ Hiền thì lúc bây giờ mới tu theo Phổ Hiền được. Mà muốn giống Phổ Hiền là chuyện trước nhất đó, là ông phải cởi voi trắng 6000 trước rồi đã, phải không? Thì các Phật tử nên nghiệm cái này. Cho nên mình chưa cởi được voi trắng 6000 thì thôi nên dừng cái này lại, chưa phải lúc. Cho nên An Lạc Hạnh Đức Phật dạy chúng ta là chưa phải lúc thì không làm. Gọi là thể nguyện an lạc để đó, muốn làm như Phổ Hiền nhưng mà bây giờ chưa làm được, tôi chưa phải lúc thì không nên làm. Mà làm là tự chuốc họa vào thân, làm là tự chết tôi chết thôi, phải không? Ta nghiệm ta thấy cởi voi trắng 6000, phải không? Bồ Tát Phổ Hiền, voi là tiêu biểu cho sức mạnh, voi là tiêu biểu cho sức mạnh, cái này trắng là tiêu biểu cho sạch nghiệp. Cho nên ta coi thử ta có sạch nghiệp không. Cho nên làm sao tẩy trắng mình trước rồi đó. Cho nên tẩy trắng bằng cách nào đây? Là phải dẹp hết bốn loại ma, mà mở đầu là ngũ ấm ma trong ta đây. Đây. Phải dẹp cái này trước để tẩy trắng nó trước chứ. Bên thiền đó, thì người ta chăn trâu, thì từ con trâu đen này mà đổi ra thành trâu trắng, phải không? Từ trâu đen đổi ra thành trâu trắng có nghĩa là sạch nghiệp. Người ta tu thiền là cốt để làm cho sạch nghiệp. Ta tu theo Pháp Hoa cũng cốt là để làm cho sạch nghiệp. Sạch nghiệp rồi mới làm chuyện khác. Mà khi sạch nghiệp chúng ta đó, thì sao? Tự nhiên người ta không thích nữa, mình không thích nữa. Thế nên Ngài Phổ Hiền nói sao? Ngài Phổ Hiền cái đặc biệt chỗ này các vị nói, không thích việc đời, cơm ăn chỗ nghỉ, và cũng không bị tam độc làm phiền, phải không? Tam độc tức là tham sân si đó. Tâm họ là thiền, thân làm giống Phật, giảng pháp chân thật, khai thị nhất thừa, được Phật xoa đầu và trao y bát. Đây Phổ Hiền ở chỗ này. Phổ Hiền thực tập ở trước nhé. Tâm là thiền, cho nên tâm lúc nào cũng yên tĩnh và sáng. Tức là ở trong lòng chúng ta không có phiền não, dẹp hết rồi. Tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến không có nữa. Đầu tiên là cái ác kiến chúng ta thấy rõ không có sai lầm. Ta thấy rõ ma, ta thấy ra ma, Phật, ta thấy ra Phật. Không mới bị mắc lầm chỗ này. Thế nên chưa thấy rõ thì khoan hành động. Thế nên đôi khi chúng ta lầm ma là Phật, cái này chúng ta tự hại mình thôi. Cho nên điều quan trọng nhất là thấy rõ. Thấy rõ cho nên chúng ta không bị tà kiến. Ta không bị tà kiến. Cho nên ta thấy chưa rõ cho nên ta bị tà kiến. Tà kiến là ta bị ma nó dụ hoặc người ta đi. Nó rủ chúng ta làm chuyện này, nó nói chúng ta chuyện kia, đủ cách hết, phải không? Nhưng mà ta thấy rõ rồi, ta biết rõ từ ở trong lòng nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì rồi.
sao nó hại ta được. Cho nên đây là trên bước đường tu nó dẹp cái, ta đem phiền não nữa. Cho nên nó tâm là thiền, thiền là trường hợp đó, đứng yên tâm nữa. Rồi thân thì làm giống Phật. Ta coi Phật làm cái gì ta làm giống. Ta với Phật có giống nhau không? Đấy. Mà ta chưa giống Phật mà ta nói mình là Phật tử. Ta nói mình là Phật thì cái này tự hại thôi. Tự chuốc quả vào thân thôi. Thế nên sư tử là sư tử, mà chồn là chồn, phải không? Sói là sói. Sói không phải là sư tử, chồn không phải là sư tử. Thấy thì cũng giống giống nhau vậy đó, nhưng mà này hoàn toàn khác chứ. Thế nên ta là sư tử hay là sói thì chỗ này coi đi. Cho nên giống Phật là giống sư tử, là Chúa Sơn Lâm đây. Tà ma ngoại đạo không ai hại được, gọi là thân làm giống Phật. Thế thân làm giống Phật là Đức Phật á, là thấy rõ cái người đáng độ thì độ, cái việc đáng làm thì làm, cái điều đáng nói thì nói, phải không? Tại vì ta nói không đúng, ta làm cái việc sai, cho nên á, quả báo chúng ta mang thôi. Phật không bị cái này. Nói đúng người, đúng chỗ, đúng lúc, nói có lợi ích thì nói này. Cho nên cả đời chúng ta làm mà ta không có kết quả gì hết. Đức Phật làm rất ít nhưng mà cái kết quả rất lớn. Cho nên gọi là thân giống Phật, làm giống Phật. Thế nên tâm ta lúc nào cũng yên tĩnh, việc làm chúng ta đó, giống Phật. Lời chúng ta nói ra là luôn luôn đúng chứ không sai nữa. Gọi là giảng pháp chân thật. Pháp chân thật tức là nói đúng. Hãy cái gì ta nói thì cái đó sẽ xảy ra đúng như vậy thôi. Ta đạt được cái chỗ này rồi đó, thì lúc bây giờ đó sao? Phổ Hiền đó là được Phật xoa đầu, được Phật xoa đầu, lấy tay xoa đầu ta và trao y bát cho chúng ta. Trao y bát có nghĩa là Đức Phật ủy thác cho ta, Đức Phật thọ ký cho ta, Đức Phật bổ xứ ta. Cái điều quan trọng nhất cho nên tay Đức Phật biểu ta đừng đi, nhưng mà ta đi thì ta thọ nạn. Đức Phật biểu ta đừng làm, mà ta làm thì chết nữa. Đây là trên những bước đường tu đó. Cho nên thầy tu, thầy tụng Pháp Hoa, mà trong cái thời kỳ khó khăn nguy hiểm, nó rõ ra thời kỳ chiến tranh đó. Nhưng mà sáng nay thầy định đi đâu đó, là cái việc đầu tiên là gì? Thầy lên thầy đốt nhang trước, thầy lại Phật trước, rồi thầy ngồi thiền, phải không? Ta đang ngồi thiền để cho cái tâm mình nó thật là yên tĩnh, nghĩ về Đức Phật, nhờ Đức Phật hộ niệm. Ta đang nhờ Đức Phật hộ niệm cho ta. Nhưng mà Đức Phật hộ niệm tới được lòng ta đó, thì tâm chúng ta là thiền, tâm chúng ta yên tĩnh đó, thì Phật mới hộ niệm tới được. Mà tâm chúng ta động đó, là Phật không hộ niệm tới. Cho nên Đức Phật nói với chúng ta đó, ví như cái mặt nước nó trong mà nó phẳng đó, thì ánh trăng hiện vô được. Còn nước đục mà trao đó, thì đâu động, trăng không hiện vô được đâu. Thế nên các vị xem, tâm chúng ta nó nghĩ lung tung đủ thứ. Bây giờ thiền là phải tập trung lại cho mặt nước phẳng đi, tâm chúng ta hoàn toàn đứng phẳng, phẳng yên không có gì, thì ánh trăng hiện vô được đó. Phật hộ niệm chúng ta mà. Cho nên cầu Phật hộ niệm thì đầu tiên thầy nói là lên thắp nhang lại Phật, rồi để có thể tụng một thời kinh ngắn để tạo cái độ cảm giữa mình với Phật trước. Xong đó ngồi xuống yên tĩnh đó chừng 5-10 phút hay là nửa giờ cho tới 1 giờ. Thế nên chúng ta thấy tâm mình hoàn toàn yên, thì lúc bây giờ đó mình có thể biết được là nên làm hay không nên làm, nên đi hay không nên đi. Thế nên tới chừng đó chúng ta được cái gì?
Đức Phật dạy chúng ta đó, có ba việc xảy ra. Tâm chúng ta đứng yên thì lúc bây giờ trí sáng suốt sanh ra. Tâm chúng ta thiếu tập trung, dao động thì thường thường thấy không chính xác đâu. Cho nên cái thứ nhất mà của ta chứng ngộ được á, là nhờ tâm chúng ta đứng yên, không dao động, cho nên trí sáng suốt. Thì chỗ này Đức Phật đã tập trung lại một chỗ đó là nhất định ta sẽ thấy. Nó giống như là cái kiến mà lấy lửa trên mặt trời phải không? Thời nhỏ hay chơi cái này. Ta đã đưa cái kiến lên mặt trời đó, để dưới này cái miếng giấy hay là cái miếng gòn gì đó, mà mình đưa lên cho nó chiếu, cái mặt trời đã tập trung lại, nó gom lại thành một cái điểm nhỏ nhất á, là cái tờ giấy này tự cháy lên. Nó bực cháy lên chứ. Cho nên cái người tu thiền ta cũng giống như vậy, gọi là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Hãy tập trung lại được á, thì việc nào ta làm cũng được hết á, mà việc nào ta cũng biết hết á. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái thứ nhất á, là ta tự biết á, là cái này tốt nhất cho ta. Cái thứ hai là gì? Ta chưa tự biết được, phải không? Cho nên ta chưa tự biết được á, thì lúc bây giờ đó, ta nhờ Phật hộ niệm tới, nhờ Phật hộ niệm tới, cho nên á, lúc bây giờ đó, ta biết qua cái niềm tin của chúng ta. Cho nên ta biết qua niềm tin của chúng ta đó, thì lúc bây giờ đó, ta nghĩ là sau khi ta ngồi thiền rồi đó, ta nghĩ là bây giờ mình có nên đi không nên đi, nên làm không nên làm. Ta có cái cảm giác đó, như cái này là Phật không muốn cho chúng ta đi, Phật không muốn cho chúng ta làm, cho nên không đi không làm. Kinh nghiệm tu của thầy, cái này là thật. Mà Phật muốn cho mình làm, Phật bổ xứ cho mình á, thì cái chuyện khó mấy á, thầy thấy cũng được, làm được. Nhưng mà Phật không muốn cho mình làm á, cái chuyện rất đơn giản mình cũng không làm được. Đây là kinh nghiệm tu đó, thầy nói các Phật tử thấy. Cho nên cái niềm tin mình ở Đức Phật lớn thì cái kết quả này theo này. Còn cái thứ ba nữa là gì? Cái thứ ba nữa, khi chúng ta ngồi yên rồi đó, thì cái mối quan hệ chúng ta, mà thường ở đây ta hay nói chung một từ đó, là đất nước ông bà tổ tiên trời Phật chúng ta này, gia bị tới chúng ta. Thế nên có những người mà họ không phải là Phật tử, nhưng mà họ tin ở cái chỗ ông bà tổ tiên mình, cho nên khi họ làm cái gì đó, họ tới họ thắp hương bàn thờ tổ tiên trước. Ta tới thắp hương bàn thờ tổ tiên để cầu tổ tiên ông bà. Ta nên cầu tổ tiên ông bà gia bị tới. Mà khi ông bà tổ tiên gia bị tới đó, thì tự nhiên chúng ta quyết định là đúng. Ta nên có những người đó họ thử, họ nói thôi bây giờ đó, ông bà có linh đó thì cho con xin một quẻ đi, phải không? Thế nên thầy đó là hồi nhỏ đó, thầy thấy ông bố thầy hay làm cái này. Thế nên đốt nhang rồi đó, ông cầm hai đồng xu đó, ông đưa ngay trắng, ông thả xuống cái ông coi đó, một đồng úp đồng ngửa đó, thì cái trường hợp đó là cái này ông bà cho đó. Còn nếu hai đồng ngửa hết, hai đồng úp nữa hết, thôi, không làm. Đó, ông cụ thầy thì hay làm cái này. Tức là đem thí nghiệm cái này mình biết nhé. Còn có người đó thì họ lại làm chuyện khác nữa. Họ đốt cây nhang rồi, họ coi cây nhang có công không? Mà cái này ngày nay đó, có nhiều người làm giả. Này, Phật chứng cho đây. Cái này là ma giáo à. Ta nên mình có tin cái này. Ta nên tin ông bà tổ tiên mình, trời Phật phò hộ cho mình, thì cái trường hợp này đó là mình có cái cảm nhận. Ta nên cái cảm nhận này là cái cảm nhận quan trọng nhất, là nếu hai tâm mình thanh tịnh, mình là Phật tử, mình tu nữa, thì mình cảm nhận ngay trong lòng.
Thành ra thầy cảm thấy an thì thầy biết là an, mà thầy cảm thấy tâm bất an á, thì chắc chắn việc không thành, cho nên thôi không làm. Mặc dù cái việc đó dễ mà không làm, không làm chắc chắn là không được đâu. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên làm cái gì cũng được hết, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta là phải được an lạc và giải thoát. Tâm chúng ta bất an là nhất định không được rồi. Đây là cái trong lòng chúng ta lo lắng, tức là bị phiền não quấy rầy, cho nên không được rồi. Vì vậy đó mà đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta tu cái an lạc hạnh trước. Tu cái an lạc hạnh này đó, mà khi tâm chúng ta an rồi thì sao? Tức là thế giới mới hiện ra chúng ta, thế giới của Pháp Hoa hiện ra. Cho nên sau cái phẩm an lạc hạnh thì đem đặt cái phẩm tùng địa dũng xuất. Bảo lúc bây giờ đó là đất liền rúng nứt và vô số Bồ Tát từ đất giọt ra. Chỗ này nó khởi đầu bằng câu đó, thầy rút ngắn trở lại đó. Bây giờ Bồ Tát từ các phương khác chắp tay xin Phật cho phép các ngài độc tụng biên chép giảng nói Pháp Hoa sau Phật diệt độ ở cõi Ta Bà để chúng sanh. Cái này là các vị Bồ Tát khác họ tới. Cái này là gì? Có nghĩa là khi mình chưa tu được, chưa có kết quả được, thì mình mong cầu, mình mong cầu các vị Bồ Tát ở mười phương giúp cho mình trên bước đường tu thì phải vậy thôi. Ta nơi gần nhất là ta cầu Bồ Tát Quan Âm. Ta Bồ Tát Quan Âm giúp cho ta chứ. Ta cầu Bồ Tát Văn Thù, ta cầu Bồ Tát Phổ Hiền, ta cầu Bồ Tát Địa Tạng, tất cả các vị Bồ Tát ta cầu hết để giúp cho ta. Thì tất cả các Bồ Tát này đã tới. Nhưng mà bây giờ Đức Phật muốn nói tới cái phần tự lực cho chúng ta nhiều hơn. Tại vì tu Pháp Hoa đó, ban đầu đó là sử dụng tha lực. Nhưng mà sử dụng tha lực rồi đó thì phải phát huy cái nội lực của mình. Nhờ Phật, nhờ Bồ Tát gia bị tới cho ta, cho nên tâm chúng ta được an. Mà khi tâm chúng ta được an rồi đó, thì cái thế giới tâm mở ra không ta. Cho nên bảo là đất rúng nứt, để Bồ Tát đó, từ trong đất giọt ra. Cái điểm này là điểm quan trọng ấy. Đất này đó, thường thường đó là Đức Phật gọi là đất tâm. Cho nên tâm địa, tâm địa tức là cái mảnh đất tâm của mình. Mà cái mảnh đất tâm của mình đó, lâu nay toàn là cỏ dại, tức là phiền não đủ. Tham lam rồi ích kỷ rồi hận thù rồi ngu si, đủ thứ chuyện trong này hết đó. Cho nên mọc lên đủ thứ cỏ dại, cỏ độc không. Cái mảnh đất tâm mình như thế này. Vì vậy đó mà tạo cho mình cái thế bất an. Cho nên trên cái bước đường tu kia đó, mình đã dọn sạch cái này hết. Mình dọn sạch đó. Bốn loại ma mình dẹp rồi. Ngũ âm ma mình dẹp đi. Dẹp trước nó phải không? Mà ngũ âm ma trước nhất là các vị thấy gì? Tức là sắc âm ma trước. Tại vì khi mà chúng ta có cái thân này là chúng ta bị khổ vì cái thân này hơn. Tại khi có cái thân này nữa, thì lúc bây giờ nữa, chúng ta mới có 5 cái giác quan hay là 6 giác quan nữa. Có 6 giác quan nữa. Có con mắt, rồi có lỗ tai, có lỗ mũi, có cái miệng, rồi có cái thân này, rồi có cái suy nghĩ, ta ý thức. Tức là 6 cái giác quan này nữa, gọi là 6 cái biết của chúng ta đây này, gọi là thức ấm ma. Tại vì ta có cái thức âm ma, cái này quan trọng nhé. Mà cái này ta dẹp không? Thế nên ta dẹp cái thức âm ma này đi. Mà dẹp nó bằng cách nào? Trên bước đường tu đó, là đầu tiên đó, là Đức Phật dạy chúng ta cái nào dễ nhất ta dẹp trước. Thế nên cái nào dễ ta dẹp đi. Thế nên chúng ta đó, thường thường đó, là hay có một cái là thích ăn cho no, phải không? Ngủ cho sai,
và sống cho sung sướng nữa. Thành ra từ cái chỗ này ta lao đầu vô đây, ta khổ, ta làm nô lệ cho nó. Đây là trên bước đường tu đó, là chúng ta dẹp cái này trước đó. Tức là những cái đòi hỏi mà không chính đáng, những cái đòi hỏi mà không cần thiết đó, là chỗ này chúng ta hạn chế nó tối đa. Nên kinh nghiệm tu thầy thấy này rồi. Cái lúc mà còn đi học, thầy một tháng là chỉ được có 70 đô la thôi, nhưng mà thầy vẫn sống dư. Những người bạn của thầy đó, một tháng nó 100-200 đô la, nhưng mà nó vẫn thiếu, phải không? Tại sao vậy? Tại cái đòi hỏi về sinh hoạt của nó nhiều quá. Ta nói đầu tiên là nó đi thuê một cái phòng ở cho rộng, phải không? Một tháng bao nhiêu nữa? Rồi tiền ăn nó bao nhiêu rồi? Tất cả những này chi phí thiếu. 200 đô la thiếu rồi. Đây là trên bước đường tu ta nghiệm. Cho nên cái gì không cần thiết chúng ta cắt bớt. Tại vì ta có cắt bớt thì lúc bây giờ đó con người ta mới được tự do hơn. Cái gì ta quen thôi chứ. Cho nên cái thân này đó, chúng ta xử nó trước. Cho nên ta không cho nó đòi hỏi quá đáng. Nên các Phật tử chúng ta, thầy nói đôi khi chúng ta ăn cho quá nhiều, phải không? Ăn quá nhiều rồi bây giờ ta thừa đạm, ta thừa chất béo. Rồi lúc bây giờ đó, chúng ta phải tập luyện hay là chúng ta phải đi hút mỡ, phải không? Khổ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chỗ này Đức Phật dạy chúng ta đơn giản lắm. Bớt nó một chút thôi. Ta nên bớt ăn đi một chút đó. Thì cái trường hợp này ta nhẹ thôi. Ta nên ăn mà không quá nhiều và ăn không quá ít này, chỗ này vừa đủ. Mà ăn vừa đủ để sống, để tu nữa, thì cái này tốn kém không nhiều. Còn cái thứ hai là ở thì sao? Thiệt ra một người đó ở trong cái phòng chừng bao nhiêu là vừa. Thầy hồi lúc mà còn đi học đó, là thầy ở cái phòng của thầy là có 3 thước vuông. Cái phòng thầy ở thầy thuê gọi là rẻ nhất đó, để cho cái bọn sinh viên nghèo ở đó, 3 thước vuông thôi. Vừa đủ để mình nằm, mình duỗi chân ra thôi đó. Thế. Tại nên mình cao 1 thước 6, 1 thước 7 đi thì nó cũng còn trên khúc đó. Đây là trên bước đường tu. Thực ra mình ở chừng đó. Nhưng mà nếu hai các Phật tử nghiệm xem, mình có một cái nhà rồi, muốn mua cái nhà nữa, muốn mua cái nhà nữa, muốn mua nữa, mua nữa. Thế nên thầy có những người mà thầy thấy đó, nhà ở đây có, nhà Vũng Tàu có, nhà Đà Lạt có, thậm chí nhà ngoài Hà Nội cũng có, không? Nhưng mà cũng chưa thấy đủ, còn muốn nữa. Cho nên Đức Phật nói cái lòng tham người ta không có đáy. Cho nên chính cái này nó hành hạ mình đấy. Đây cái này nó hành hạ mình. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Ta xóa hết cái này rồi đó. Khi mà ta xóa hết cái này rồi đó thì luôn luôn á, trong cái hoàn cảnh nào chúng ta thấy dư hết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta chỉ dùng 2 chữ tri túc thôi. Chữ tri túc này có nghĩa là sống trong cái hoàn cảnh của ta, sống với những cái gì mà ta có, sống cái gì mà nằm trong tầm tay mình á, thì đương nhiên mình được an lạc thôi. Cái này tập ngay trước đấy. Cho nên trong cái mà thức ấm ma này ta phá nó được rồi, thì cái này nó gắn liền tới cái gì? Tức là thân thức của chúng ta. Cái thân thức, cái đòi hỏi của cái thân này, cái đòi hỏi của cái thân này. Thành ra ta cho phép nó được tới cái mức độ nào đó rồi nó quen cái này đi thì nó không có đòi hỏi nữa, thì người ta nhẹ nó một phần. Đòi tới cái ăn người ta, rồi cái lưỡi người ta, ta đi kiếm món ăn ngon chúng ta ăn phải không? Ta nói thầy hồi đó có mấy người bạn mà rất là tội nghiệp. Ta nói cố ăn cho thật nhiều đi, rồi nó từ từ móc túi ra lấy mấy viên thuốc uống. Thầy hỏi uống gì vậy? Nó uống cho nó tiêu thì phải không? Tại thuốc này là thuốc bao tử,
Thầy mới cười, thầy nói ăn chi rồi phải uống thuốc. Đây là trên bước đường tu, chúng ta nghiệm mà chúng ta thấy vậy. Cho nên ăn thì phải uống thuốc, mà không ăn thì khỏi uống. Đây là trên bước đường tu, chúng ta nghiệm cái này rồi để chúng ta mới thấy. Lần lần cái ăn mà chúng ta nó quen đi đó, thì bây giờ đó gọi là ăn để đủ sống thôi. Ăn vừa đủ dinh dưỡng để nuôi cái thân này nữa thì chắc chắn là không phải là nhiều lắm. Cho nên cái này vậy, cắt nó, phá cái này trước. Ăn cái gì cũng được. Cho nên khi ăn mà quý vị đó, nếu hay nghĩ tới cái này, nghĩ tới kia, nghĩ tới cái nọ đó, thì thường thường mình hay thèm, hay khổ này. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà bây giờ mình không nghĩ tới những cái khác đó, mình đói mình chỉ ăn cho no thôi thì. Cho nên Đức Phật dạy mấy thầy, thầy thấy cũng đúng. Đức Phật biểu mình khi ăn đừng nhìn vô trong cái bát của người khác, phải không? Đừng nhìn cái mâm của người khác, mà nhìn vô trong cái bát của mình mà ăn. Tức mình có cái gì mình ăn cái đó thôi. Thì như vậy mình không có thèm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên phá cái này ngủ âm ma trước. Phá cái này rồi nếu mình không cảm thấy nó đòi hỏi nữa, thân mình cũng không đòi hỏi nữa, mà lưỡi mình nó cũng không đòi hỏi nữa. Rồi thêm cái nữa là mình khóa cửa miệng mình lại, nó cũng không cho nó, cho nó nói bậy nữa, phải không? Khóa lần đó, nhắc lỗ tai mình lại cũng không cho nó nghe những cái chuyện phi lý. Cái này là nó là ma đó, nó hại mình đó. Tại vì trên đời này đó là thường thường đó, mình thấy cái này, mình thấy cái kia, thì Đức Phật nói sao? Tại mình thấy thì thường thường mình hay sanh ra, một là mình thích, hai là mình ghét. Mà thích cũng khổ, mà ghét cũng khổ, tốt nhất là đừng thấy đi. Rồi cái trường hợp lỗ tai cũng vậy, nhắc lại không nghe. Nghe thì im tai thì mình thích, nhưng mà ngược trở lại thì mình cũng khổ. Cho nên không nghe thì cũng không khổ. Tức là phá cái ngũ ám ma, là cái người tu đó, người ta phá, người ta phá. Tìm cái chỗ yên tĩnh nhất mà mình sống, cái chỗ mà không có xa hoa tốn kém mình ở, thì cái trường hợp này mình đâu đòi hỏi. Chứ còn mình sống chung với những người giàu có, những người mà sang trọng này kia, nếu mình cứ thấy người ta mình đua đòi, mình bắt chước, thì mình chạy theo cái này mình khổ. Đây là cái trường hợp mà trên bước đường tu. Cho nên ở trong gia đình thầy thì ông cụ thầy hiểu đạo rồi, cho nên ông cụ muốn tu. Bà cụ của thầy đó là chưa hiểu đạo, cho nên bà muốn làm giàu. Thế nên bà cụ thầy nó cứ nói là mình nghèo rồi người ta xem thường mình nghèo rồi người ta khi dễ mình, phải không? Thế nên ráng làm bằng người ta, hơn người ta. Cho nên bà cụ thầy thì làm quá nhiều. Ngày làm, tối làm, gần như thì giờ ăn ngủ không còn nữa. Nhưng mà hồi đó đi lên chùa thì Hòa Thượng dạy rồi thì dạy, nhưng mà về rồi cứ theo cái con đường mình. Hòa Thượng nói là cái phước tới đâu thì mình chỉ hưởng tới đó thôi, vượt qua cái đó không được. Cái phước tới chỗ đó thôi, nếu mình ráng lên chút nữa đó, thì nó cũng không được. Nên giống như mình có một cái tô này chỉ chứa được lít nước thôi, mà quý vị có cố gắng đổ vô một lít rưỡi đi nữa thì nửa lít kia cũng tràn ra ngoài hết. Cho nên có nhiều người nói với thầy nữa, mà sao con thấy con kiếm được nhiều tiền quá thầy, nhưng mà rồi nó cũng không có dư. Ở đây có ai trong tình trạng này không? Đây là trên bước đường tu. Mà có những lúc mình không làm cái gì hết, nhưng mà rồi cũng không thấy thiếu, phải không? Trong đạo tràng có mấy người mình. Tại hồi đầu tiên thì cái trường hợp đó, mình được nhiều tiền quá mà không dư. Tới hồi dùng cái thất bại rồi, cho nên không làm gì hết. Rồi thấy cũng sống được. Cũng sống được, cũng lay lắt, cũng qua ngày được. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy chỗ này.
thấy được cái chỗ này, cho nên là phá cái ấm ma. Thì khi mà phá nó hết rồi đó, thì cái trường hợp trong lòng chúng ta yên rồi, ta tìm cái chỗ mà yên tĩnh ta sống. Ta không gần những người mà xa qua, ta không gần những người làm ác, ta không có mấy kia nữa, cho nên ta không có cái đòi hỏi, cho nên không có cái đua đòi. Cho nên lúc bây giờ đó, tâm chúng ta cảm thấy yên đó. Cho nên khi mà tâm chúng ta yên đó, là phá được cái ngũ ấm ma trước đó, là kế đó là gì? Cái phiền não ma cũng theo đây mất. Tại vì nếu mà quý vị không tiếp xúc với bên ngoài thì không có một cái tính toán so đo, cho nên cái phiền não không sanh. Mà phiền não đây là gì? Lòng tham khởi lên làm cho mình phiền đó. Tham không được, bực tức phiền. Cho nên do tham, do bực tức mà trở thành ra si mê, sai lầm. Cho nên do sai lầm rồi đó, thì lúc bây giờ mới khởi lên những cái ý niệm xấu, mà Đức Phật gọi đây là ngã mạn. Thiệt ra đó, nếu hai mình giác ngộ đó, mình thấy người ta giàu, mình thấy người ta được, mình thấy này, mà mình không được đó, thì mình biết đó, cái này là cái phước của người ta. Cho nên phước của người ta, không phải mình. Cho nên nhìn kỹ lại mình đó, thì mình biết không? Cái con người mình, cái sức khỏe mình, cái thông minh của mình, học vị của mình, cái thu nhập của mình, cái này là thật. Cho nên mình nhìn mình thấy người ta mình khó chịu. Cho nên nhìn thấy người ta mình khó chịu, mình cứ nghĩ là mình hơn người ta, mình phải hơn người ta, nhưng mình bị cái này tại cái kia, cho nên giờ mình thua nó đây. Thường thường thầy thấy đa số, cho nên chỗ này Đức Phật gọi là ngã mạn, khinh thường người khác. Mà nếu hay khi mình biết tu rồi nữa, mình nhìn kỹ vào cuộc sống của người ta. Ta nói cái người đó, cái ngoại hình nó dễ coi như vậy, cái sức khỏe tốt của nó như vậy, cái đầu óc thông minh nó như vậy, thì cái chuyện làm của nó phải tốt. Cái này là phước của nó. Ta nói phước của nó là phước của ông bà cha mẹ của nó, phước đời trước của nó, mà nó sanh lên đây nó được những cái điều hơn. Còn mình không bằng nó. Mình không bằng nó, mình sanh vô trong cái nhà nghèo khó, mình có cơ thể bệnh hoạn, xấu xí, thì đương nhiên mình không bằng người ta. Cho nên thấy không bằng thì tự lo chữa cái này cho mình trước. Ta nên nghiệp mình lo chữa trước, bệnh hoạn lo chữa trước, tất cả những này lo mình chữa trước hết đi, mình sạch hết thì mình cũng bằng nó chứ. Chứ không cứ ngồi đây mà tức, tức rồi lại chửi đời. Thầy thấy có những người tội nghiệp như vậy đó, cả một cuộc đời nữa là chỉ có bất mãn với bất mãn thôi. Rồi nữa, tới cái mức mà ai cũng sợ mình hết, ai cũng tránh mình hết thì này không. Mà hay gặp mình nữa thì mình đổ ra. Và những người này đó, phần nhiều đó, thầy thấy cứ đi tới đâu nữa là nói hết chuyện này tới chuyện kia phải không? Mà cái này nghiệp càng tăng, tội càng lớn, cái này sống như cho nên này Đức Phật biểu mình tu bỏ hết, xem này, thấy được rõ này. Rồi tất cả những cái pháp tu hành này đó, mình làm không tới nơi tới chốn rồi không thấy có kết quả, cho nên mình nghi ngờ không biết là chắc có lẽ không được quá. Đó, trên bước đường tu đó, ta nghiệm ta thấy. Cho nên đó, cái này gọi là phiền não ma. Cái ngũ ấm ma phá rồi nữa thì cái phiền não theo đây mất. Tại vì trong lòng mình đó, không có ham muốn nữa, không bực tức nữa, cho nên nhìn đời nó bắt đầu chính xác lần. Cho nên phá được hai cái này rồi, phiền não với ngũ ấm là dẹp yên nó đi. Thì ở trong cái mảnh đất tâm mình đó, là tất cả những cái cây độc hại này nó nhổ sạch hết, gai gốc này nó phá hết. Mà may mắn cho mình đó, là mình đem Phật Bồ Tát đó, mình đem mình để vô trong lòng mình đó, là đem trồng những cái cây lành, cây mà có quả ngọt đó, trồng vô trong lòng mình. Thì cái này lần lần nó lên chứ, cái mảnh đất tâm mình đó. Cho nên mảnh đất tâm mình đó, mà không có ác ma, không có người xấu, không có những xã hội đen, không có cờ bạc hút sắc ở trong lòng mình nữa rồi đó, thì quý vị thấy sao? Yên, tức là làm sạch hết cái này đó.
Rồi bây giờ mình đem vô, Phật đem vô đây, Bồ Tát đem vô đây, Thánh Hiền đem vô đây. Tất cả những điều tốt đem để trong tâm mình hết. Thì trong căn lành, cái chuyện tu chúng ta là phải vậy. Phải dẹp cái kia đem đến đây. Thì cái tâm chúng ta nó hoàn toàn sạch. Mà tâm của chúng ta hoàn toàn sạch rồi đó, thì hồi nãy chúng ta cầu bên ngoài, nhưng bây giờ nó ngược trở lại, nó tự ở trong lòng chúng ta. Cái năng lực tự nhiên của chúng ta nó phát lên. Khi mà năng lực tự nhiên chúng ta chưa có thì chúng ta cầu Phật, cầu Bồ Tát. Nhưng mà khi chúng ta tu có kết quả rồi đó, là chính ta là cái người mà phụng sự lại cho Phật, cho Bồ Tát. Thế nên đây trên bước đường tu của chúng ta thì nên trước khi mà chúng ta chưa tu được á, thì Phật cho chúng ta, Bồ Tát giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta tu được, công đức chúng ta sanh ra rồi đó, thì chính ta phụng sự lại cho Phật Pháp đó. Thế nên phụng sự lại cho Phật Pháp chứ. Thế nên có những người trước đây họ nghèo khổ, nhưng mà họ nói là nhờ Bồ Tát cho, cho nên bây giờ ăn nên làm ra rồi, cho nên có tiền đem vô cúng tà lễ cho Đức Phật. Thế nên có những người họ có tiền nhiều, họ đem họ xây cất chùa để mà cho Đức Phật, cho Phật Pháp. Ít thì đem cúng vô một phần cho chùa. Thì như vậy là gì? Hồi nãy là ta nhờ Phật cho ta, bây giờ ngược trở lại là ta lo được cho Phật Pháp. Mà chính Đức Phật muốn là Đức Phật hộ niệm cho ta, để ta tự phát triển cái khả năng thành Phật của chúng ta lên, để sau này nữa chúng ta còn lo nữa. Chứ không phải là Đức Phật muốn lúc nào ta cũng lệ thuộc Đức Phật, ngài muốn cái này. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà nương với Phật mà tu được công đức rồi đó, thì chính cái ta tạo được đó, thì cái này đó, ta có thể thay Phật mà ta giúp đỡ cho người khác. Cái này gọi là Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa này. Cho nên lúc bây giờ đó, từ ở trong tâm chúng ta, hồi nào giờ không có, nhưng mà ở trong tâm chúng ta nó tự nhiên các cái đức tính tốt đó nó giọt ra, phải không? Thế các vị Bồ Tát đó, cho nên các vị Bồ Tát thân kim sắc đó, tức là thân sắc vàng, là tiêu biểu cho cái tốt. Tất cả các cái đức tánh tốt đó, mà do chúng ta tụng kinh, do chúng ta lạy Phật, do chúng ta tu được đó, thì lúc bây giờ chính cái này hiện ra. Cho nên các vị nghiệm xem ai mà tu ở trong Pháp Đức Phật sẽ có cái này. Trước khi họ tu đó thì họ làm người bình thường như chúng ta, nhưng mà họ tu đúng rồi, khoảng thời gian sau đó họ đổi này, cũng con người đó nhưng mà họ đổi tướng đi, phải không? Thế nên từ cái tướng xấu đổi ra tướng tốt, từ một con người đần độn trở thành con người thông minh, từ một con người nghèo khó trở thành con người sang trọng. Cái này là người ta tu gọi là chuyển nghiệp. Hồi nãy Phật cho, nhưng bây giờ đó là ta có điều kiện rồi đó, thì chúng ta tự độ, ta tự lo cho mình. Cho nên này gọi Bồ Tát ở trong lòng ta giọt ra. Thì ở trong Bồ Tát này đó, thân kim sắc có nghĩa là không có tội lỗi mà đầy phước báo. Ngay Bồ Tát đầy phước báo đó. Cho nên chính những người tu được cái này đó, thì lúc bây giờ họ luôn luôn có cái thặng dư giá trị. Tại vì đó, cái nghiệp không còn nữa, cho nên cái tiêu phí nó không có. Nhưng mà công đức tạo được á, cho nên nó cứ dư lần ra, cứ dư lần ra. Thì ở trong đó lúc bây giờ sao? Những cái đức tánh tốt hiện ra, cho nên đây Đức Phật gọi đó là Bồ Tát, gọi là Bồ Tát tụng niệm. Cho nên tự khi mà thầy tụng Kinh Pháp Hoa thì tự thầy có cái khởi ý niệm, khi mà tụng tới cái phẩm tùng địa dương xuất này đó, thì thầy mới nghĩ tới một cái thượng hạnh Bồ Tát đó. Thế nên thượng hạnh Bồ Tát đó. Thế nên thượng hạnh Bồ Tát này là ở ngoài chúng ta, nhưng mà khi học với thượng hạnh Bồ Tát rồi đó, mình cũng muốn tu theo cái hạnh của Bồ Tát này. Cho nên cái hạnh Bồ Tát này là gì? Tức là thích làm những chuyện khó làm và làm được những chuyện khó làm. Đây là trên bước đường tu. Ta nên mình thích làm những chuyện khó làm đó. Mình ra mình làm những chuyện khó làm đó, thì phần lớn đó, không ai trở ngại mình hết.
Cái chuyện dễ làm mình giành, cái chuyện có lợi mình chen vô đó, thì cái này nhiều người tranh giành và cản trở. Nhưng mà các Phật tử nghiệm xem, tới chừng lúc đó mình có thay đổi đi, chỗ nào thấy có lợi có danh thì mình tránh đi, mà chỗ nào có khó có khổ mình nhào vô, thì cái này là gì? Ai cũng thương mình hết. Ai cũng thương mình hết. Thương mình là thương ở cái chỗ mà chịu khó chịu khổ, thích làm những chuyện khó. Thì bây giờ đó là các vị Bồ Tát đó, họ ngầm giúp đỡ mình. Mà các vị Bồ Tát ngầm giúp đỡ mình đó, thầy nói thực tế nhất đó, là trường hợp mọi người chung quanh mình đó, họ giúp đỡ mình. Tại mình làm cái chuyện khó này, cho nên đó, ai cũng muốn cho mình làm. Đầu tiên họ chỉ muốn cho mình làm thôi, thì cái này không trở ngại rồi. Cái thứ hai, nếu mà tốt hơn chút đó, họ giúp cho mình một tay đó, thì cái chuyện khó này cũng nên. Cái chuyện khó này, tại khi mà thầy ở bên Nhật, thầy mới về Việt Nam ấy, thì thầy ở trên chùa Quy Nghiêm, thầy mới thấy cái con đường đằng trước cửa chùa mình ấy, người ta đem rác người ta đổ lên, rồi luôn cả phân người ta đem ta đổ lên, rồi trời mưa xuống một cái nó nhảy ra nữa. Mấy người mà đi ngang đó mà lỡ có một chiếc xe nào nó chạy nó tẹt lên á, thì đầu óc quần áo gì coi như thế, rồi tức là chửi nhau. Mà ngay trước cửa chùa mình thôi, thầy nói ở đây ngay trước cửa chùa, cho nên tự nhiên thầy muốn làm cái này. Đầu tiên ở trong lòng mình muốn làm cái này nữa, thì cái này cái muốn làm cái này là gì? Muốn làm chuyện khó làm này nữa, không ai làm hết đó, thì cái này là hạnh của Bồ Tát Thượng Hạnh đấy. Thành ra đầu tiên thầy ra thầy làm á, thì không ai làm hết. Nhưng mà những người khác đó, họ còn nói mỉa một cái đó, là nói thầy bỏ công ra đi học để có học vị rồi đi về làm cái chuyện hốc rác phải không? Đấy cái sự thật. Thành ra người ta có ý nghĩ là cái nghề hốc rác này là để cho những người hốc rác người ta hốt chứ mình không nên làm chuyện này. Mấy thầy tu không làm cái này nữa. Mà bây giờ sự thật ra đó, thầy ra làm với tất cả tấm lòng của thầy đó, thì bây giờ mấy cái ông học tăng, mấy ông học tăng là mấy học trò của thầy đó, giờ thấy thầy mình làm, chẳng lẽ mình đứng mình nhìn phải không? Đấy, thầy nên đứng mình nhìn cũng không được. Cho nên đó, từ từ một hai ông ra, rồi bốn năm ông khác thấy vậy bắt chước ra theo làm buổi sáng đó, là cái đường này sạch. Cái đường này sạch, mọi người đi ngang đây họ thấy à, bữa nay trước cửa chùa sạch. Trước cửa chùa sạch mà đi ngang đây thấy yên tâm hơn. Cho nên cái này đó, ta tu trong Kinh Pháp Hoa chúng thấy là Đức Phật khen trì địa Bồ Tát là khen. Ông trì địa Bồ Tát này là chuyên môn bắt cầu đắp đường thôi. Nhưng mà Đức Phật đó là cái công phu ông này như vậy đó là hơn các Bồ Tát khác hết. Thành ra các ông nên học với ông trì địa Bồ Tát này. Nhưng mà thầy đó, thì thầy nghĩ làm cái chuyện khó làm đó, thì ai dành với mình, mà người ta thương mình, ta ủng hộ mình, đây là cái chuyện chính. Cho nên đây đó là thượng hạnh Bồ Tát. Học rồi đó mình làm theo, mà làm theo thì sẽ có kết quả chứ. Thế từ cái kết quả này nhỏ tới kết quả lớn, tới kết quả lớn khác. Cho nên Đức Phật dạy đó, cái chuyện nhỏ mà mình làm muốn xong mà mình đòi làm chuyện lớn đó, thì ít bao giờ mà làm được, mà cũng không ai mà giao cái chuyện lớn cho mình làm đó. Cho nên các Phật tử nên học đó. Cho nên việc làm, cho nên mình làm những cái chuyện khó làm, thì bây giờ tự nhiên có nhiều người thương mình, có người hợp tác với mình, rồi lần lần mình làm được.